Xin chào các bạn và các em đã đến với kênh Sử Ký Chuyện để cùng nhau tìm hiểu về lịch sử ở trung học cơ sở. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu kiến thức ở phần lịch sử lớp 9. Chúng ta vừa tìm hiểu xong về cái chương 1 là các nước Liên Xô và các nước Đông Âu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu cái chương thứ 2 của lịch sử lớp 9, đó chính là các nước Á Phi Mỹ Latin từ năm 1945 đến nay. Thì ở cái chương này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như là sự tan rã của hệ thống thuộc địa các nước Á Phi Mỹ Latin từ năm 1945 đến nay. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu về tình hình của các nước là châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ Latin từ năm 1945 đến nay. Và bài đầu tiên của cái chương này là đó chính là bài số 3, quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa. Và sau đây xin mời các bạn và các em chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu phần nội dung chi tiết. Thì cái quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa thì chúng ta chia ra làm ba cái giai đoạn, và chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái giai đoạn đầu tiên, đó là từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỷ thứ 20. Thì sau chiến tranh thế giới lần thứ hai thì cái phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc bắt đầu phát triển mạnh mẽ, đặc biệt đó là ở khu vực châu Á. Và cái khu vực mà đầu tiên giành độc lập sớm nhất trên thế giới cũng như là ở châu Á đó chính là khu vực Đông Nam Á, với cái sự thắng lợi đầu tiên là của nước Indonesia vào ngày 17 tháng 8 năm 1945, và tiếp theo là vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Thì tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Rồi đến ngày 12 tháng 10 năm 1945 đó chính là sự ra đời của nước Cộng Hòa Dân Chủ Lào. Và tiếp nối cái phong trào ở các nước Đông Nam Á thì các khu vực khác cũng bắt đầu nổi dậy đấu tranh. Thì từ Đông Nam Á, phong trào bắt đầu là lan sang các nước ở khu vực Nam Á như là Ấn Độ này, rồi các nước ở Bắc Phi như là Ai Cập, Algeria. Thì thấy tại sao mà lại diễn ra sớm nhất là ở khu vực Bắc Phi? Bởi vì so với các nước khác ở châu Phi thì các nước ở khu vực Bắc Phi giống như là Ai Cập đó, nó có một cái nền văn minh rất là lâu đời, cho nên nói về trình độ thì nó sẽ có sự phát triển hơn, thì họ sẽ có sự đấu tranh là sớm hơn. Đặc biệt là nước Algeria. Algeria thì nói chung nước này cũng có những cái điều kiện giống như Việt Nam, chúng ta cũng làm cái thuộc địa của Pháp. Thì trong chiến thắng Điện Biên Phủ của ta đó, biết là có rất nhiều người Algeria bị Pháp bắt sang đi lính ở Điện Biên Phủ. Và trong chiến thắng Điện Biên Phủ chúng ta thì những người lính này đã rất là khâm phục cái ý chí và cái tinh thần đấu tranh của người Việt chúng ta, và họ học tập từ Việt Nam, và họ đã trở về Algeria và lãnh đạo nhân dân Algeria đấu tranh, và kết quả là họ đã giành được thắng lợi. Và tiếp theo nữa đó, đặc biệt nhất là năm 1960, người ta gọi đây là năm châu Phi, với một cái sự kiện là có 17 nước châu Phi là tuyên bố giành được độc lập. Nhìn trên đặc đồ đây thì chúng ta thấy không, đây là những nước mà giành độc lập ở cái thời gian năm 1960, thì đa số thấy các nước này là nó nằm ở khu vực là ở phía Tây ha, Tây Phi, cái tay của châu Phi. Và tiếp theo ở khu vực châu Phi đó chính là chúng ta tìm hiểu về cái khu vực ở Mỹ Latin. Ở Mỹ Latin thì cũng phong trào cũng phát triển rất là mạnh mẽ, và phát triển nhất chính là cách mạng ở Cuba đã giành được thắng lợi vào ngày 1 tháng 1 năm 1959. Và ngày nay Cuba là một nước theo chủ nghĩa xã hội ở khu vực Mỹ Latin, một quốc gia có mối quan hệ rất là thân thiết với Việt Nam của chúng ta. Chúng ta hay gọi Cuba là người anh em ở bên kia bán cầu á, không vừa rồi đó, không cách đây 2-3 ngày thì Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã đến là thăm Cuba. Thì nói về ý nghĩa của phong trào giai đoạn này đó, thì ta thấy rằng kết quả là đến giữa những năm 60 của thế kỷ 20 thì hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc thực dân cơ bản đã bị sụp đổ. Và tiếp nối thắng lợi của cái giai đoạn này thì phong trào tiếp tục phát triển ở giai đoạn thứ hai, là từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỷ thứ 20. Đặc điểm nổi bật của phong trào trong giai đoạn này đó chính là thắng lợi của phong trào đấu tranh là chống ích thống trị của Bồ Đào Nha giành độc lập ở Guinea-Bissau, Mozambique và Angola vào năm từ năm 1974 đến năm 1975. Vâng, đây là cái nước Guinea-Bissau, nhớ đây Angola này, đây là nước Mozambique nhé. Và thắng lợi của ba cái nước này đó là thắng lợi quan trọng của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước châu Phi, góp phần là xóa bỏ cái hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc.
Và đến cái giai đoạn thứ ba là cái giai đoạn từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỷ thứ 20. Thì ở cái giai đoạn này á, thì nội dung chính của giai đoạn này chính là cuộc đấu tranh xóa bỏ cái chế độ phân biệt chủng tộc, hay mình gọi cái tên khác là apartheid, ở ba nước đó chính là Rhodesia, Tây Nam Phi và Cộng hòa Nam Phi. Rhodesia, Namibia, Rhodesia này là Zimbabwe này, Namibia, Tây Nam Phi đó, rồi là Cộng hòa Nam Phi. Thì kết quả là năm 1980 thì cuộc đấu tranh này đã giành thắng lợi ở Rhodesia, Rhodesia nay đổi tên thành là Cộng hòa Zimbabwe. Rồi đến năm 1990 thì thắng lợi ở là Tây Nam Phi và đã đổi tên thành là Cộng hòa Namibia. Và đặc biệt nhất là vào năm 1993 thì thắng lợi đã được này thắng lợi ở Nam Phi khi mà ông Nelson Mandela đã trở thành tổng thống da màu đầu tiên ở Cộng hòa Nam Phi. Và cái thắng lợi này đó đã có ý nghĩa lịch sử, đã xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc tồn tại hơn 3 thế kỷ ở Nam Phi. Và ngày nay Nam Phi trở thành quốc gia là giàu có nhất ở khu vực châu Phi. Như vậy thì với thắng lợi này thì thấy là hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc đã bị sụp đổ hoàn toàn. Ngày nay thì em thấy là chủ nghĩa đế quốc thuộc địa là không còn nữa, các quốc gia hầu như đã đều giành được độc lập hết rồi. Và sau khi giành được độc lập đó, thì nhiệm vụ to lớn của các nước Á, Phi, Mỹ, Latin đó là củng cố nền độc lập dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước nhằm khắc phục tình trạng nghèo nàn lạc hậu đã kéo dài từ bao đời nay. Thì đó chính là cái phần nội dung mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong cái bài số 3 này. Và sau đây sẽ có một số những cái câu hỏi bài tập để cho các em hãy trả lời. Câu thứ nhất đó là hãy nêu các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi, khu vực Mỹ Latin từ sau năm 1945 đến những năm 90 của thế kỷ 20. Thì ở cái phần này thì để trả lời đó thì chúng ta sẽ dựa vào phần nội dung đã nêu ở mục số 1, số 2, số 3 chúng ta trả lời ra nha. Có thể các em sẽ lập cái bảng thống kê cũng được. Câu tiếp theo là cho biết nhiệm vụ các nước Á, Phi, Mỹ Latin là sau khi giành độc lập, thì thấy này sau khi giành độc lập thì nhiệm vụ to lớn các nước Á, Phi, Mỹ, Latin là củng cố độc lập dân tộc, không phải giữ chưa được độc lập dân tộc ha, đó, rồi là xây dựng và phát triển đất nước để khắc phục tình trạng nghèo nàn lạc hậu đã kéo dài từ bao đời nay, không phải các nước đế quốc tuy mà họ vẫn tuy họ trao trả độc lập chứ thật sự họ cũng muốn quay lại để mà khống chế những cái nước này bằng cách thiết lập nên những cái chính phủ bù nhìn để họ dễ sai khiến. Cho nên nhiệm vụ của họ là phải đấu tranh giữ vững cho được cái độc lập dân tộc là quan trọng. Rồi thứ hai là tiếp theo là sẽ là gì, phát triển kinh tế để khắc phục nghèo nàn lạc hậu. Tuy nhiên châu Phi hiện nay là cái khu vực giòn rất là nghèo đói. Câu thứ ba là hãy nêu những cái đặc điểm chính của phong trào giải phóng dân tộc từ sau năm 1945, là quy mô phong trào, thành phần tham gia, lãnh đạo, hình thức đấu tranh. Câu này hơi khó đúng không? Nói đầu tiên về vĩ mô phong trào ấy, thì cái phong trào giải phóng dân tộc bùng nổ ở hầu hết các nước, các thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc từ châu Á, châu Phi đến khu vực Mỹ Latin. Rồi về thành phần tham gia và lãnh đạo thì thấy gì? Thành phần tham gia là đông đảo các giai cấp, các tầng lớp nhân dân như là công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức, tư sản, quý tộc. Và cái lực lượng chủ yếu và đi đầu chính là công nhân và nông dân. Còn về giai cấp lãnh đạo á, thì ở một số nước thì cái phong trào diễn ra dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, ví dụ như là ở Việt Nam chúng ta đấy, rồi phần lớn ở các nước chính là giai cấp là tư sản dân tộc. Điều này nó phụ thuộc cái lực lượng so sánh giai cấp ở mọi nước và cái hình thức đấu tranh. Hình thức đấu tranh thì rất là đa dạng phong phú như là biểu tình, bãi công, nổi dậy. Ở một số nước thì nhân dân đã tiến hành đấu tranh giành chính quyền, cũng như là Trung Quốc, Việt Nam, Algeria, Cuba, vân vân. Rồi là phong trào đấu tranh diễn ra rất là sôi nổi, quyết liệt đã làm sụp đổ hoàn toàn hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. Rồi bài học của chúng ta đến đây là hết. Xin cảm ơn các bạn và các em đã quan tâm theo dõi. Nếu cảm thấy mà bổ ích thì có thể cho một like và chia sẻ cho nhiều người cùng biết và đăng ký kênh để nhận cái bài học tiếp theo nha. Xin cảm ơn các bạn và các em. Xin chào và hẹn gặp lại.